Tối 5 tháng 3, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại bản Phiên Án, khiến cả huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu chấn động. Nghi phạm được xác định là Lò Văn Sươm, 23 tuổi, đang trên đà tẩu thoát. Công an tỉnh Lai Châu đã tung hàng trăm trinh sát trong hành trình đầy thách thức trên địa hình rừng núi hiểm trở, phức tạp để truy bắt kẻ giết người đang chạy trốn. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sáng 6 tháng 3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đơn vị đang nỗ lực truy bắt nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra tại bản Phiên Án, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên. Người bị truy bắt là Lò Văn Sươm, 23 tuổi, ngụ xã Non Hẻo, huyện Sìn Hồ. Theo Công an tỉnh Lai Châu, tối 5 tháng 3, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ án, đơn vị đã triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm. Đến sáng nay, Công an Lai Châu đã huy động hơn 400 người, gồm cán bộ chiến sĩ, dân quân và lực lượng an ninh bản, truy tìm đối tượng Lò Văn Sươm. Lò Văn Sươm sau khi gây án, nghi tẩu thoát theo hướng sang huyện Sìn Hồ. Lực lượng Công an Lai Châu đang triển khai lực lượng theo dấu để truy bắt. Đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, trực tiếp Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến hiện trường, chỉ đạo ban chuyên án truy xét quyết liệt. Công an tỉnh đã huy động hơn 400 cán bộ chiến sĩ và dân quân, an ninh thôn bản, chốt chặn. Địa hình truy tìm là núi rừng rậm rạp, gây khó khăn cho công tác truy tìm. Tuy nhiên, lực lượng công an quyết tâm bắt bằng được đối tượng Lò Văn Sươm. Vị này cho biết, như BLO đã đưa tin, vụ án giết người xảy ra ở bản Phiên Án, xảy ra khoảng 19h15 ngày 5 tháng 3. Nạn nhân là nữ giới ở cùng địa phương. Sau khi gây án, hung thủ đã rời khỏi hiện trường cùng hung khí. Công an Lai Châu đề nghị người biết tung tích của Lò Văn Sươm có thể liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu, Thượng tá Vũ Tiến Văn, trưởng phòng, số điện thoại 0915 484838 hoặc nhắn tin trên fanpage Công an tỉnh Lai Châu hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. Trước vụ việc trên, hồi trung tuần tháng 2 2024, Công an thành phố Hà Nội cũng khám phá vụ án mạng tại một chung cư trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, nơi phát hiện thi thể nạn nhân là một chung cư mini tại ngõ 79 Cầu Giấy. Chung cư này có 6 tầng và tum, được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2023. Nạn nhân là chị LTTL, tên viết tắt, 21 tuổi, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Một người dân tại phường Yên Hòa kể lại, đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng xuất hiện tại chung cư nhưng không thể vào trong do nơi này lắp đặt hệ thống cửa mở khóa bằng vân tay. Sau khi gọi chủ nhà đến, cảnh sát mới tiếp cận một phòng ở tầng 3 và tìm thấy thi thể của cô gái. Người này cho biết thêm, khi ấy, căn phòng sặc mùi dầu gió. Theo những người sống gần hiện trường, nạn nhân là quản lý chung cư nói trên, L có nhiệm vụ dẫn khách đi xem phòng và thu tiền thuê hàng tháng. Bạn ở cùng phòng chị L thông tin, cô gái 21 tuổi, quê Thanh Hóa, ở trọ tại quận Nam Từ Liêm. Ngày 15 tháng 2, mùng 6 Tết, chị L từ quê lên Hà Nội. Từ mùng 7 Tết, chị thấy bạn rời phòng, sau đó mất liên lạc. Đến chiều 19 tháng 2, người bạn cùng phòng chị L này nhận cuộc gọi, đề nghị đến chung cư mini ở ngõ 79 Cầu Giấy. Tại đây, chị nhận ra thi thể trong căn phòng chính là bạn mình. Chia sẻ thêm về nạn nhân, bạn cùng phòng chị L cho biết, hoàn cảnh gia đình chị L khó khăn. Mẹ chị L mất khoảng 4 năm trước, nên cô gái 21 tuổi cùng bố làm kinh tế nuôi hai em. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo của gia đình chị L về việc chị đi khỏi nhà từ chiều 16 tháng 2, mùng 7 Tết. Khi đi, chị mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ. Căn cứ các tài liệu ban đầu thu được, xét tính chất vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đang thông tin tìm kiếm cô gái mất tích. Thi thể của nạn nhân sau đó được tìm thấy tại chung cư mini ở ngõ 79 Cầu Giấy. Vào ngày 19 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Hờ Mờ Hờ, tên viết tắt, 20 tuổi, quê Bắc Giang, để điều tra vụ án mạng. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngay trong tối 19 tháng 2, các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân và thực hiện các hoạt động điều tra khác. Trước đó, do không liên lạc được với chị L, gia đình chị gồm bố và một vài người thân cấp tốc xuyên đêm từ Thanh Hóa ra Hà Nội để ngóng tin con với hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Song, mọi thứ gần như sụp đổ với gia đình nhỏ khi cơ quan chức năng thông tin về việc phát hiện thi thể chị L.
một người thân của gia đình chị L cho biết, L là người ngoan hiền, chăm chỉ, không ăn chơi đua đòi. Chính vì vậy, gia đình rất lo lắng trước việc L mất tích. Cũng theo lời kể của người này, nạn nhân làm quản lý chung cư, phòng trọ cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội khoảng 3 đến 4 năm nay. Gia đình chị L có hoàn cảnh hết sức éo le. Mẹ chị L mất sớm, gia đình làm nông nghiệp, nên đến năm lớp 11, chị L xin nghỉ học để đi làm phụ giúp bố, nuôi các em. Từ đó, chị L làm công việc này từ đó đến nay. Đến ngày 28 Tết vừa qua, nạn nhân là chị L có về quê ăn Tết với gia đình. Trong những ngày này, mọi người đều vui vẻ, không xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Chị L cũng không có bất kỳ biểu hiện gì bất thường. Gia đình chị L cũng thông tin thêm, sau kỳ nghỉ, cô gái 21 tuổi lại tiếp tục quay trở lại Hà Nội làm việc. Tuy nhiên, trong hai ngày 16 và 17 tháng 2, gia đình cố gắng liên lạc với chị L nhưng không lần nào nhận được hồi âm. Nghĩ do chị L bận việc, gia đình cũng không suy nghĩ nhiều. Song đến 23 giờ ngày 17 tháng 2, khi thấy bạn cùng phòng chị L báo tin hơn một ngày qua không liên lạc được với nạn nhân, gia đình mới lo lắng tìm mọi cách liên lạc, song vẫn không được. Lo có chuyện chẳng lành, 1 giờ sáng 18 tháng 2, gia đình chị L gồm bố và một số người thân đã vượt 200 km từ Thường Xuân, Thanh Hóa ra Hà Nội tìm kiếm cô gái. Sau hơn 3 tiếng trên xe, vượt hàng trăm km, gia đình đến công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm để trình báo sự việc. Cùng ngày, người thân đến các khu nhà trọ, chung cư do chị L quản lý để tìm kiếm thông tin. Qua trích xuất camera, địa điểm cuối cùng chị L đến là tại khu vực nhà cho thuê ở Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Camera ghi nhận lúc này là 18 giờ 35 ngày 16 tháng 2, chị L vẫn ra ngoài bình thường và sau đó mất liên lạc. Gần 2 ngày ở Hà Nội là khoảng thời gian dài đằng đẵng đối với chị Hương và gia đình. Cố tìm mọi cách nhưng cả nhà vẫn không biết được chị L đang ở đâu. Đến chiều muộn ngày 19 tháng 2, gia đình mới hay tin lực lượng chức năng phát hiện chị L ở một khu trọ phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Mọi thứ gần như sụp đổ với gia đình, người thân, bạn bè khi cô gái 21 tuổi được xác định đã tử vong. Theo các chuyên gia tội phạm học, vụ giết người phân xác phi tang tại thành phố Thủ Đức cho thấy nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa đã thực hiện kế hoạch dụ dỗ nạn nhân một cách tinh vi và có tính toán. Sử dụng chiêu bài cần sự giúp đỡ trong việc dọn dẹp phòng trọ như một lý do để dẫn dụ chị VTT, tên nạn nhân viết tắt, đến phòng trọ số 14 vào khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 2, 2024, tức ngày 29 Tết. Khoa đã tạo ra một bối cảnh có vẻ bình thường và không đáng ngờ. Sự lựa chọn thời điểm ngay trước Tết, khi mọi người đều bận rộn với những công việc riêng và chuẩn bị cho ngày lễ, có thể đã khiến nạn nhân cảm thấy an tâm hơn khi đáp ứng lời đề nghị giúp đỡ. Sau khi chị VTT bước vào phòng, Khoa đã nhanh chóng thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình bằng cách khóa cửa phòng trọ, tạo ra môi trường mà trong đó nạn nhân không thể thoát ra ngoài hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. Việc sử dụng dao để đe dọa và uy hiếp nạn nhân cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và ý định sẵn sàng sử dụng vũ lực của Khoa. Nghi phạm sau đó đã dùng vũ lực và dao làm vũ khí để tấn công chị VTT, dẫn đến cái chết của nạn nhân. Sự tàn nhẫn của hành vi này không chỉ dừng lại ở việc giết người mà còn tiếp tục với hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân sau khi nạn nhân không còn khả năng phản kháng. Điều này cho thấy sự nhẫn tâm và tính toán của Khoa không chỉ nhằm mục đích cướp đoạt tài sản mà còn bộc lộ hành vi đồi bại, quyết đoán trong việc thực hiện tội ác của mình. Đặc biệt, sau khi cướp tài sản của chị T để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng Khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức thuộc phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức. Thông qua việc thu thập hình ảnh từ camera giám sát, cơ quan chức năng đã xác định được rằng chị T không hề rời khỏi phòng trọ kể từ khoảng 14 giờ ngày 8 tháng 2, 2024. Thông tin này càng củng cố thêm nghi vấn về việc nạn nhân có thể đã bị xâm hại ngay tại khu vực nhà trọ. Quá trình truy xét khẩn trương của lực lượng phá án đã đạt được bước ngoặt quan trọng khi Khoa được bắt giữ tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định chưa đầy 24 giờ sau khi xác lập chuyên án. Việc di lý nghi phạm về thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, đấu tranh là bước tiếp theo trong quá trình làm rõ vụ án, khẳng định sự nhanh chóng và quyết liệt của cơ quan công an trong việc đối phó với các vụ án nghiêm trọng, góp phần đảm bảo an ninh và trật tự trong xã hội. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!